quận 5 và phường 4 quận 5. Đặc biệt vinh dự, vui mừng được lãnh đạo thành phố cho phép đại diện ngày bạn. Ngày 5 tháng 9 năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh thật đặc biệt. Với tinh thần ấy, lễ khai giảng năm học 2021-2022 đại dịch khiến thầy trò không thể đến trường, tất cả chỉ có thể diễn ra trên không gian. Quân tử thiên người những ngày này dựa vào cùng cờ và hoa của các chị khối lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 là niềm phấn khởi động viên rất lớn đối với tất cả các em học sinh. Chúng ta cùng nâng lên chào đón những bạn nhỏ đáng yêu lớp 4A do cô giáo Hà Thị Quyền làm chủ nhiệm. Chúng ta đi tất cả với sự gửi gắm yêu thương. Lấy mấy anh đã kết thúc. Nói lấy mấy anh. Một năm học rất đẹp. Bắt đầu cho một năm học mới. Lễ khai giảng đáng nhớ cho mọi người. Lễ khai giảng hôm thành nhỏ và các ngày mùng 5 tháng 9 tại ngôi trường 6 thành tích. Phát thanh FM tần số 99,6 MHz.